Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Biển Xanh Nắng Ấm ngày hôm nay. Hôm nay Nắng Ấm muốn giới thiệu cho các bạn những món đồ mà mình mua ở Amazon. Trên mạng Amazon ở Mỹ thì mua đồ trên mạng rất là phổ biến. À, mình mua tất cả là rất là nhiều món, nhưng mà họ chỉ gửi tới mới có 2 món thôi. Mà Nắng Ấm cũng hơi nôn nao, không có đợi được thì giờ Nắng Ấm sẽ giới thiệu cho các bạn, để cho các bạn biết khi mà mình mua đồ online ở Mỹ thì họ ship tới thì nó như thế nào, giống như là để cho mình biết chuyện này chuyện kia đó. Mình mua đây là Amazon, cái thùng họ ship tới, các bạn thấy không, đây cái chữ nè, cái chữ Amazon, họ sẽ dán băng keo với người cái thùng đó, các bạn thấy không đó. Và cái thùng này họ ship tới nhất là 2 món. Và bây giờ Nắng Ấm sẽ show cho các bạn biết là trong này có gì và Nắng Ấm mua được gì. Lâu lắm rồi Nắng Ấm không có đi shopping. Mình và anh chồng rất là thích đi shopping, nhưng mà dạo này thì không có đi shopping, cũng lâu lâu mua đồ trên mạng, những đồ mình cần thì đây nè. Thì trong này khi mà họ ship đồ cho bạn á, thì họ bỏ vào cái thùng này. Và phía trên mặt cái thùng á, thì họ sẽ bỏ cái miếng giấy này bong bóng để cho khỏi vỡ đồ. Và trong này thì Nắng Ấm chỉ có 2 món thôi. Món thứ nhất mà Nắng Ấm muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái selfie stick, là cái cây mà chụp hình đó. Và họ bỏ trong cái hộp như thế này. Thì đây là xong, họ bỏ trong cái bịch như thế này. Thì mình lấy ra thì cái cây nó như thế này đó. Thì cái cây này á, là nó màu xanh dương rất là đẹp. Và mới đầu mình mua về đó, cái mình gắn cái đầu này vô để cái nồi nào để cho cái phone á, thì đã bây giờ mình sẽ gắn nó vô cho các bạn xem nha. Đó, thì các bạn sẽ gắn phone này vô đây đó, rồi các bạn sẽ chụp selfie. Thì ở đây họ có cho các bạn một cái điều khiển từ xa, cái này là Bluetooth, có nghĩa là các bạn turn on cái Bluetooth trên cái phone thì nó sẽ nhận sóng. Và mình sẽ turn on cái nút này ở đây đó, đây turn on, và các bạn sẽ turn off khi cần, off đi. Chụp hình và quay phim. Thì bây giờ nó như vậy, thì khi mà mình nhận hàng á, mình rất là thích cái màu, rất là thích mọi thứ, mà mình nghĩ ủa sao cái cây gì ngắn vậy, giờ mình nhớ order nó dài. Nhưng mà thật ra thì các bạn phải dặn nó dài, kéo lên đó, nó dài như vậy và nó rất là dài đó. Nó dài vậy nè. Cái cây này thì khi mà các bạn kéo nó lên á, các bạn muốn lót thì các bạn phải dặn qua thì nó lót lại. Đó, nó dài như vậy nè các bạn, nó dài chắc cũng 1 mét á. Thì cái này Nắng Ấm rất là thích để mình chụp selfie. Giống như nhiều lúc Nắng Ấm đi ra ngoài đường á, xong rồi mình thấy cái gì đẹp á, mình muốn quay phim á, mà mình không cần phải nhờ người khác quay. Và Nắng Ấm có thể tự quay. Và cái này nó nhìn nó đẹp vậy á, chứ có 21 đô thôi. Có điều khiển từ xa. Ví dụ các bạn, và có một cái hay nữa là biết gì không, nó có cái chân nè, các bạn gắn cái chân này vô đó, thì các bạn sẽ để vuốt xuống dưới cái bàn, các bạn sẽ để nó xuống dưới cái bàn, và khi mà các bạn có thể lấy cái điều chỉnh từ xa ra và bấm để quay. Đó là nó như vậy. Nắng Ấm rất là hài lòng với lại cái selfie stick này. Tại nhiều lúc mình đi ra ngoài mình muốn quay nó đó, mình muốn để xuống quay đó, thì các bạn có thể dặn nó ra như thế này. Thì cái màu nó rất là đẹp, cây nó rất là cứng cáp, mọi thứ rất là ổn. Và mình có thể quay, thì có cái này thì Nắng Ấm sẽ xuyên quay cho các bạn coi hình ảnh bên ngoài nha. Có một số bạn nói Nắng Ấm phải quay ở ngoài nhiều này nọ, nhưng mà thật ra Nắng Ấm rất là bận, mình ngồi ở một chỗ để mình nói thông tin cho các bạn nghe. Thì mỗi cái channel nó có một cái hay riêng, thì channel của Nắng Ấm là vậy, mình phải cố gắng hết sức thôi. Sau này thì có gì hay mình sẽ quay cho các bạn coi. Đây thì nó ra cái miếng như vậy, thì các bạn dặn cái đầu này vô, là dặn cái chân này vô, thì cái đó là cái selfie stick của Nắng Ấm, mình rất là thích. Đó, đi ra ngoài có thể tự chụp hình, tự quay phim, không phải nhờ ai hết, hay không? Đó là cái món thứ nhất. Món thứ hai là mình mua, đây là cái món thứ hai của mình. Các bạn thấy biết cái gì không? Cái này là băng keo.
Mà băng keo này là băng keo mà màu mè đó, thì các bạn có thể dán lên những cái hũ mà ví dụ mình ăn mấy cái hũ á mà bằng bằng kính á, thì khi mà mình rửa cái hũ đi á, mình không muốn giục á, thì mình dán những cái miếng này lên rồi mình đựng, để đựng bút, thì nắng ấm sẽ làm một cái clip chỉ cho các bạn làm mấy cái đó rất là dễ thương. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho mình coi. Đó, màu chấm bi. Nắng ấm rất là thích chấm bi, tại vì chấm bi theo phong, nó vừa đẹp mà theo phong tục của người Phi á, thì nó là cái màu mà chấm bi rất là may mắn. Và nó có ba set như thế này, một cái như thế này, một cái rằn ri. Thì nắng ấm mua cái mấy cái set này tổng cộng là 23 đô Mỹ. 23 đô thì cho bao nhiêu đây, băng keo thì cũng khá là rẻ. Thì nếu mà bạn nào thích tạo cái này cái kia đó, cái này là gọi là duct tape, nó ghi là decoration, để cho mình làm những cái này cái kia. Thì để khi mà nắng ấm làm một cái hũ đựng bút thì mình sẽ quay và giới thiệu cho các bạn xem. Thì các bạn có thể lên Amazon mua những cái tape này, mấy cái duct tape này để làm giống như nắng ấm. Thì nắng ấm rảnh, nắng ấm sẽ làm cái đó. Bây giờ nắng ấm chỉ có thể giới thiệu hai món đó thôi. Thì mua đồ trên mạng á, thì các bạn cứ mua, tại vì nắng ấm có, mình có một cái thẻ gift card, là thẻ mà Christmas á, có một người chị gia đình tặng cho mình một cái thẻ ở trên hệ mạng Amazon 75 đô, cho nên nắng ấm lên Amazon mua đồ không có tốn tiền, đó là chị tặng cho nên rất là thích. Thì thôi, video này ngắn thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Em nào thích không, dễ thương không, dễ thương không, đẹp quá ha. Sau này sẽ làm được rất là nhiều thứ đó, đẹp quá. Nắng ấm rất là thích màu mè, selfie stick của mình rất là màu sắc sặc sỡ, các bạn thấy đẹp không? Hôm nay thì mình dự định sẽ quay rất là nhiều video, rồi sau đó edit từ từ để cho lên sóng mỗi ngày. Nhưng mà không biết hôm nay xuyên cỡ nào để quay được cái mấy cái video, nhưng mà Nắng ấm sẽ cố gắng. Thôi thì video chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nắng ấm cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay, và mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ channel của Nắng ấm nha, để Nắng ấm có nhiều động lực làm nhiều video thêm. Và Nắng ấm hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.